Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Si Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé! Vào sáng ngày mùng 5 tháng 2, một cư dân mạng đăng tải đoạn video quay trở đầu tư lên mạng xã hội. Cô nàng bước ra khách sạn được các nhân viên bảo vệ bung rủi che kín xung quanh. Có người thử đếm thì có tới 8 chiếc dù làm nhiệm vụ giữ gìn hình ảnh cho cô nàng minh tinh. Nhưng nhân viên che chắn cho Triệu Lộ Tư đến mức cô chỉ để lộ phần chân ra ngoài, đồng thái đến từ ekip cùng ngôi sao Trần Thiên Thiên trong lời đồn, bị dân mạng mỉa mai trong thật lố lăng, cố ra vẻ mình là đại minh tinh, trong khi địa vị tên tuổi chỉ là sao hạng B, hạng C. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến bênh vực Triệu Lộ Tư, bày tỏ trước đó Cúc Tịnh Y cũng như vậy, nhưng lại được cư dân mạng bênh vực, cớ sau này lại trách nữ diễn viên hỏi Triệu. Cô này nổi tiếng là do tai tiếng, chuyên gia làm màu mà nhỉ, có phải sao hạng A hay sao quốc tế đâu mà ra vẻ thấy chán. Lý do cô ấy che chắn như thế là không muốn tạo lộ hình vai diễn. Cớ sao lại trách mắng cô ấy khi đang làm đúng vai trò, trách nhiệm bảo mật trong công việc của mình? Cúc tịnh y cũng giống y như vậy, sao các người không đi mà mắng chửi cô ta đi? Người ta có chút xíu mà che chắn bởi tám cây dù, đang ở cữ nên sợ gió à? Bộ phim truyền hình Đấu La Đại Lục do Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đóng chính đã lên sóng vào trưa ngày 5 tháng 2 trên đài CCTV8. Sau khi ra mắt, các chủ đề liên quan tới bộ phim như Đường Tam, Tiêu Chiến, Đấu La Đại Lục đã xuất hiện trên tắp tịnh hành của Twitter với nhiều nước ở Việt Nam, Thái Lan, Singapore. Ngoài hát tác, Đấu La Đại Lục, từ khóa Ngô Tuyên Nghi đóng vai Tiểu Vũ cũng có mặt trên hotshot và từ khóa này hiện tại nhận hơn 110 triệu lượt xem và có gần 6.000 thảo luận. Nếu Mạnh Mỹ Kỳ bị ném đá vì vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Chu Tiên 1 thì Ngô Tuyên Nghi khá may mắn khi nhận về không ít lời khen ngợi. Tiểu Vũ đáng yêu quá, Tiểu Vũ dễ thương quá, làm người người muốn ôm em lấy một cái. Phải để lại một lời khen dành cho Ngô Tuyên Nghi mới được, diễn rất tốt. Ngô Tuyên Nghi diễn không tệ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Ngô Tuyên Nghi không tốt, Cô như cường điệu hóa, cố gắng ép buộc bản thân mình vào hình ảnh của một chú thỏ tinh dễ thương dịu dàng. Thậm chí có người cho rằng biểu cảm của cô không được tự nhiên và làm người xem không thấy thoải mái. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng đầu la đại lục sẽ khiến cho bộ phim khác gặp không ít bất lợi, đó chính là cám mức khâm mật hay, thời đại của anh, thời đại của em. Thân ái chi ái đang khiến dân tình vô cùng hào hức với những diễn biến tình cảm mới của các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, một phân cảnh tưởng lãng mạn của đôi chính Ngô Bạch, Hồ Nhất Thiên và Ngài Tình, Lý Nhất Đồng trong tập 1 của phim lại gây hoang mang cực độ tới khán giả. Cụ thể, sau trận đấu, Ngô Bạch và Ngài Tình cùng đi chơi với nhau. Ngô Bạch đã thua nên mua kem cho Ngài Tình và trả sữa cho mình. Tuy nhiên, ly trà sữa trên tay Ngô Bạch lại không dùng để uống mà lại dùng để thổi ra bong bóng xà phòng. Điều tưởng chừng như không có thật lại được Ngô Bạch thể hiện một cách không hề dài chân. Rất nhiều bong bóng xà phòng được thổi ra và bọt xà phòng cũng xuất hiện rất nhiều trên ly trà sữa. Cặp đôi còn vô tư thể hiện sự thích thú rồi cùng nhau diễn cảnh tình cảm dưới màn mưa bong bóng vô lý khiến khán giả từ chối hiểu. Netizen dưới chung được một fan hoang mang cực độ với màn thổi trà sữa ra bong bóng xà phòng của Hồ Nhất Thiên trong phim. Làm tôi nghĩ tới một cảnh rửa ruột bằng nước rửa chén. Rồi nam chính biến thành cái máy nhà bong bóng trong bộ phim Yêu em từ dạ dày của Triều Lộ Tư và Lâm Vũ Thần ấy. Biến kịch ra đây giải thích ngay cho tôi. Cái cảnh não tàn gì thế này? Cười xỉu, cảnh quay lãng mạn này làm mị cười ngất. Bong bóng và xà phòng từ đâu ra thế? Theo logic thì trong trà sữa thì không thể có rồi. Đừng nói là trong miệng nam chính ngô bạch nhé. Sau hôm nay chắc hàng loạt hãng trà sữa sẽ lên bài giải thích rằng trong trà sữa của chúng tôi không có bong bóng xà phòng quá. Chúng mình là Oceanbit. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.